ghê quá các bạn ơi. Em chúng tôi bây giờ hai anh em chúng tôi cắt cây bên kia cũng xong rồi, hai anh này thì chưa xong. Bây giờ mình xong sơn, bây giờ là qua giúp này các bạn ạ. Đó. Đây, mình giúp bạn đây. Đó, đây, đây đi. Làm đây này, làm này này. Đâu. Đây. 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 Xếp ngồi đơ 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 rồi các bạn ạ. Cắt cây kia nó dài hơn cái này à. Cấp đôi các bạn ạ. Yo! Tới kia mình quay tiếp các bạn ha. Bây giờ là mình chỉ là mệt rồi các bạn ạ. Cái này cũng bay ra luôn anh em ạ. Ghê thiệt, tài xế là ẩu quá. Chơi slack các bạn ạ. Ghê quá. Cái này nó thiệt, ghê thiệt. Lẹ lẹ xong xuôi rồi. Hả? À? Đó. Lên được trên này mà lên được trên xe mà được là tay ba các bạn ạ. Tại vì chở thì vẫn chở được, tại vì nó chơi dài quá các bạn ạ. Bây là xong xuôi rồi các bạn ạ. Bây là đi trên đường đi về thôi các bạn ơi. Xem tình hình đưa về cho các bạn ạ. Các bạn hãy đón xem tình hình đường về nhà các bạn ơi. Tại vì đường xa các bạn ạ. Đường rất là xa luôn các bạn ơi. Xẹp lốp luôn kìa, xẹp lốp sau luôn các bạn ạ. Các bạn hãy xem nha, mình đi về nhá. Mình đi về nhá các bạn ơi, xem tới nhà tình hình như thế nào. Hello các bạn, đó, bây giờ là mình đang đợi ở ngay cầu này. Cầu qua suối các bạn ạ. Cầu này rất chi là nhỏ luôn các bạn ạ. Đường rất chi là nó khó khăn các bạn ạ. Đây này. Còn đường rất là khó khăn luôn các bạn ơi. Đây này. Rơi xuống này coi như là teo đời như nước luôn các bạn ạ.
Lạ, về nhà ăn cất luôn các bạn. Đây này. Cực kỳ là sợ luôn các bạn ạ, khiếp luôn. Ướp gì được ra đường này là ngon ạ. Đi từ từ thôi nha anh ơi. Hiện tại anh em chúng tôi đã ra đường Vành Đai rồi các bạn ạ. Đi Mon đó các bạn. Đó. Bây giờ là ra Vành Đai rồi, bây giờ anh em chúng tôi là yên tâm rồi các bạn ạ. Đó, thấy chưa? Bây giờ là xem tây nhà tình hình như thế nào các bạn nhé. Hiện tại đang đổ dầu các bạn ơi. Sắp tới nhà rồi các bạn ơi. Khoảng tầm mấy cây nữa là tới nhà các bạn. Rất là vui. Bây là xe nó nuốt dòng mẻ rồi, sắp hết rồi. May mình gặp cái xăng này các bạn. Kê chưa các bạn, cấu hay xe á, cấu được ra các bạn ạ, ghê thiệt, cấu xong xe này là đi tiếp các bạn ạ, các bạn thấy gió chưa các bạn ơi. Cái này thì nhỏ các bạn ạ, em của thằng to này này. Không xin nghe các bạn ạ. Tính chưa luôn. Hả?